Tiểu sử ca sĩ Bolero Hồ Phương Liên. Hồ Phương Liên sinh năm 1996 tại tỉnh Quảng Trị, nước Việt Nam. Cô sống và làm việc chủ yếu ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Phương Liên sinh ra và lớn lên ở thôn Động Sòi, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh. Từ bé, cô hiểu giá trị của giọt mồ hôi mặn chát trên khuôn mặt của ba mẹ. Điều khiến Phương Liên cảm thấy ấm lòng là những vất vả, lo toan của cuộc sống tuy khiến tóc ba mẹ bạc đi nhưng không thể làm ông bà vơi cạn tình yêu cuộc sống. Đặc biệt tiếng hát tiếng cười dường như chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt ba cô. Ngay từ nhỏ Liên đã được ba mẹ mở cho nghe đĩa CD, cassette về dòng nhạc trữ tình và thầy Ngọc Sơn là người mà Liên nghe đầu tiên. Cô chia sẻ những câu hát trong những bài bolero cũng gần gũi với cuộc sống và con người quê hương mình, nó nhẹ nhàng và bình yên lắm. Cũng chính vì niềm đam mê âm nhạc và muốn khẳng định tài năng của mình nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Phương Liên quyết định thi vào Học viện Âm nhạc Huế. Từ đó, cô gái nhỏ bé rời ngôi nhà nhỏ ở thôn Động Sỏi để vào Huế học tập. Điều đặc biệt là tuy sống xa gia đình, vừa học vừa lăn lộn mưu sinh nhưng Liên chưa bao giờ có cảm giác cô đơn. Hơn ai hết, cô biết rằng ba mẹ cùng em trai luôn ở bên, dõi theo và ủng hộ mình. Hiện thực hóa ước mơ đến giờ, nhìn lại chặng đường đã qua, đôi khi Phương Liên vẫn ngỡ mình đang mơ. Từ một cô bé yêu ca hát ở miền quê đầy nắng gió, Phương Liên đã trở thành thần tượng của rất nhiều người. Cô được gặp thầy Ngọc Sơn, thần tượng mà bấy lâu mình yêu thích. Không chỉ quan tâm, hướng dẫn từng chi tiết, thầy còn truyền cho Phương Liên sự tự tin vào bản thân và con đường mà mình đã chọn. Vốn không duy tâm nhưng Phương Liên tin vào nhân duyên. Thực tế, chính cái duyên đã giúp cô đến với cuộc thi thần tượng Bolero. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Phương Liên nhặt được tờ rơi của chương trình. Bấy giờ, cô sinh viên chuyên về dòng nhạc dân ca. Thính phòng quyết định thử sức. Trải qua cuộc thi thần tượng Bolero mùa đầu tiên, dẫu để lại nhiều dấu ấn nhưng Phương Liên không thể tiến sâu vào đêm chung kết. Buồn và thất vọng nhiều song cô không nản chí. Phương Liên quyết tâm trở lại để khán giả thấy mình với thanh sắc hoàn toàn mới. Không để lãng phí thời gian, cô lao vào luyện tập. Phương Liên cũng nhanh chóng nhận ra rằng, để chinh phục những nhạc khúc bolero, tiếng hát của người ca sĩ phải cất lên từ con tim. Vì thế, mỗi lần hát, Phương Liên thường nghĩ đến ba mẹ và những người mình yêu quý. Lần thứ hai đến với cuộc thi thần tượng Bolero, Phương Liên tự nhận mình chín hơn nhiều. Ngay từ vòng tinh hoa, cô đã chinh phục các huấn luyện viên với chất giọng ngọt ngào và những câu luyến làm tan chảy người nghe. Huấn luyện viên Lệ Quyên phải thừa nhận rằng đúng một nốt luyến của em là chị bấm. Về phần mình, huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng ví Phương Liên với hình ảnh một loài hoa nở về đêm. Yêu quý Phương Liên nên khi cô quyết định chọn về đội Ngọc Sơn, huấn luyện viên Lệ Quyên tự nhận mình bàng hoàng, tê tái. Thực ra, trong khoảnh khắc ấy và mãi về sau, Phương Liên vẫn hài lòng về sự lựa chọn của mình. Cô chia sẻ, em đã thích ca sĩ Ngọc Sơn từ bé. Khi đứng trên sân khấu, em chỉ mong thầy nhấn nút chọn. Vì thế, khi điều mình mong mỏi trở thành sự thật, em vỡ òa hạnh phúc. Thầy Ngọc Sơn đã dạy cho em rất nhiều điều. Nhờ thầy mà trải qua các vòng thi, đối đầu, thách đấu, bán kết rồi đến chung kết, em đã tiến bộ vượt bậc. Thực ra, bước vào cuộc thi, ai cũng nuôi hy vọng mình đứng ở ngôi vị cao nhất. Thế nhưng, càng tiến sâu vào vòng trong, áp lực danh hiệu, giải thưởng càng vơi bớt đối với Phương Liên. Cô hiểu rằng, điều quý giá nhất chính là dấu ấn đẹp trong lòng khán giả và không để thầy giáo mình thất vọng. Sau cuộc thi, điện thoại của em gần như cháy máy bởi nhận được vô vàn lời thăm hỏi, động viên. Chúc mừng, em không ngờ mình nhận được nhiều tình cảm đến vậy. Đặc biệt, hôm về quê, em suýt khóc khi biết bà con làng xóm trông tin em từng ngày. Nhiều người tuy hoàn cảnh khó khăn cũng dốc tiền túi ra nộp tiền để nhắn tin ủng hộ. Đó là điều tuyệt vời nhất mà chương trình Thần Tượng Bolero mang lại cho em, Phương Liên chia sẻ. Những ngày này, lịch trình của Phương Liên gần như kín đặc. Sau khi bước ra từ cuộc thi Thần Tượng Bolero, cô gái đến từ miền quê Động Sỏi nhận được rất nhiều lời mời tham gia các chương trình lớn.
Tuy nhiên, Phương Liên vẫn dành thời gian để cùng thầy đến các miền quê tri ân người hâm mộ. Càng đi, cô càng hiểu rằng, con đường đến với dòng nhạc bolero của mình tuy vẫn còn dài với nhiều khó khăn nhưng chắc chắn sẽ luôn rộng mở, tràn ngập niềm vui và tình yêu thương.